Hello, hôm nay mình sẽ chơi 8 cái tập hợp nhá. Ok, The Baby sẽ là tựa game mình sẽ chơi đầu tiên đây. Oh, wow. À, để lấy sữa cho cô bé uống đấy. Hello. Wow, trang phục chú ông vàng nhá. Thôi rồi, đi ngủ vào. Chúng ta sẽ xuống ghế sofa theo lời dặn của chủ nhà. Uh-oh. Rồi đi đâu mất tiêu rồi. Oh, trời ơi. Không chịu ngủ bạn ạ, toàn là chạy tanh tinh thôi. Thôi mình sẽ xuống bên dưới đó. Lần này chắc là được ngủ ngon rồi. Ok, mình sẽ chuyển qua ngày thứ hai. Sang màn này thì chúng ta có thể nhìn được bóng máng con quỷ. Rồi đi thấy bỉm nha. Tã bỉm. Ôi hò, tã tự động chạy luôn. Rồi đi đâu đây. Ô, chạy nhanh thế nhở. Wow, mở cửa nào. Không chịu nghe luôn. Thôi mình đi ngủ. Tranh thủ cậu bé ngủ. Vừa mới nói xong đã có shipper ra hàng được luôn rồi. Rồi, chúng ta đến với màn cuối cùng. Màn mà kết thúc bộ truyện của cậu bé này. Ồ, nhầm mất tiêu rồi. Đi kiếm cái gì ăn? 为啥？救命啊！哇，实力革命咯！Wow, hello. Cùng bà con thú nhồi bông kìa. Chúng ta sẽ chuyển qua game tiếp theo nhé. Taxi đổ. Một tựa game ông hàng xóm rất... Ok, chúng ta vào game thôi. Cái này có độc các bạn này. Okay, I clean by. Let's go. No. Not there. Not there either. Can't find Liz anywhere. Wait a minute. When we escaped from Rod, do you remember which pipe she went down? I think it was the blue pipe here. What do you mean you think she went that way? Tell me for sure. Right now, Liz could be dead or worse. We're doing what we can, Mike. Calm down a little. I don't want to calm down. I'm sick of looking at the screen and not seeing anything. No! Don't do that. It's dangerous. You're making too much noise. Wow. It looks like the pipes have opened up again. Perfect. This is something else. With that, I'm going to go rescue your sister. Jay, when I enter the pipe, keep pressing the button so that the lid stays closed. Please, keep an eye on it to make sure nothing happens. Alright. Rồi, bỏ qua phần quảng cáo luôn. Và chúng ta bắt tay vào làm nhiệm vụ nhá. Mình sẽ giải cứu tất cả mọi người đi. Oh, hello. Liz, can you hear me? Are you okay? Mike, yes, I'm fine. Even though I've been hanging around here for 1,000 years. Shall we go now? Liz, I finally found you. And Mike is with you. What a relief. Jay, is that you? How nice to hear from you. We need a key card to escape. It seems that Rod has one stashed inside a safe box in his town's warehouse. Let me think about it and see if I can come up with something. What a coincidence. Looks like Rod is going to town. Ouch! What's wrong? Charlie, stop fooling around and follow Rod into town. I need you to get what he keeps in his safe in the parking lot. Okay, I'm coming. Ok, chiến thôi nào. fine toothpicks and equipment today. We're gonna get some chubby kids. Tối vừa sửa xe lại vừa còn hát. Ok, chúng ta chung một game tiếp theo này. Welcome. Oh, hi. Hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody. You guys are doing fans. Great job. Okay. That's right. Chúng ta sẽ trả lời tất cả các bài toán mà thầy giáo và chuyên gia. You did great. Come here and get your prize. A shiny. Thế sao chúng ta sẽ biết phần. Problem 1. You got it. Problem 2. Good one. Thôi xong rồi. Câu trả lời vừa nay chúng ta không thể nào trả lời đúng luôn. Một chú chuột nhắt kìa. Mười bốn này, bốn này, mười này. Ok. Wow. Let's play. Oh, that makes me sad. Cô bé thích nhảy dây này. Cũng may là chúng ta lấy được một món đồ rồi. À, cô mày lấy được cái kéo nhỉ, đúng không? Ok. I am coming, ready, like I'm I'm gonna take a hit. I'll take that. It's mine now. 15 seconds. Detention for you. When will you learn? Rồi, Mr. Mid đây. Ông ấy vẫn ông ấy kêu buồn cười nhỉ. Không có gì đây. Chìa khóa mở nhà kho. Chúng ta phải để ý con heo nha, con ấy cắn mình. Thấy con heo ở trên sườn từ xa. Rồi, chìa khóa này chúng ta sẽ mở để giải cứu cho cô gái ở bên dưới này. Cô y tá đang bị bắt cóc. Hello Neighbor. Cuối cùng mũ biểu mới phát hiện ra. Ôi ồ, cũng may là chúng ta chạy được nhanh. Cho trên ôi ơi, một khẩu súng máy vàng kìa. Quá là ok luôn. Okay, so far. Bener ya, Mbak? Ok, video mình tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký và subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Thank you các bạn.